Chào mừng các em học sinh đến với chương trình tin học lớp 10, bài số 17, một số chức năng khác. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai chức năng. Chức năng thứ nhất đó là định dạng kiểu danh sách. Chức năng thứ hai là in văn bản. Chức năng số 1, định dạng kiểu danh sách. Các em quan sát cho cô hai hình ảnh minh họa ở hình A và hình B. Trong hình A, chúng ta có danh sách này với nội dung được đánh dấu bằng các dấu tích ở đầu mỗi dòng. Ở hình B, danh sách này có các nội dung được đánh số 1, 2, 3, 4 đứng đầu mỗi dòng. Như vậy, ở hình A, chúng ta gọi danh sách này được định dạng theo kiểu ký hiệu hay còn gọi là bullet. Còn ở hình B, danh sách này được định dạng theo kiểu số thứ tự hay còn gọi là numbering. Microsoft Word cung cấp cho chúng ta nhiều cách để thực hiện định dạng theo danh sách bullet and numbering. Tuy nhiên, trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói về một kiểu đó là sử dụng viết bằng không. Khu vực paragraph là chúng ta có hai nút bullet and numbering. Minh họa như sau. Ở đây, phần văn bản đã được rõ sẵn. Bây giờ cô sẽ thực hiện định dạng bullet cho phần danh sách thứ nhất và numbering cho phần danh sách thứ hai. Đầu tiên, chúng ta sẽ bôi đen phần văn bản phần định dạng. Sau đó, chúng ta vào bullet, chọn bullet tương ứng. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần định dạng cho bullet danh sách số 1. Sang danh sách số 2, làm tương tự, bôi đen phần văn bản phần định dạng, chọn numbering, chữ 1, 2, 3. Và chúng ta đã hoàn thành được thực hiện chức năng bullet and numbering. Các em lưu ý, khi chúng ta thực hiện đúng chức năng thì chúng ta chọn một ký hiệu, các ký hiệu tiếp theo nó sẽ được bôi đen chung với nhau như thế nào. Tương tự, ở numbering ta chọn một con số thì các con số ở phía sau nó cũng sẽ được bôi đen chung. Đó là chúng ta đã thực hiện đúng chức năng bullet and numbering, định dạng kiểu danh sách. Bây giờ chúng ta sang chức năng số 2, đó là chức năng in văn bản. Để in được văn bản, chúng ta có hai bước. Bước thứ nhất là xem trước khi in, print, review. Và bước thứ hai là in, print. Tổ hợp tiếng tắt là Ctrl và V. Màn hình giao diện xem trước khi in chúng ta có như sau. Sau khi xem xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang chức năng print với hộp thoại print. Trên này chúng ta cần điều chỉnh một số thông số. Thứ nhất là chọn máy in. Thứ hai là in tất cả toàn bộ nội dung của file, hay là in cái trang hiện tại là cái trang mà con trỏ văn bản dấu nháy chúng ta đang mặc ở vị trí trang đó. In theo số trang, chúng ta sẽ gõ vào các số trang chúng ta cần in cách nhau bằng dấu phẩy. In phần được bôi đen là trong phần văn bản ra, chúng ta sẽ bôi đen một phần nội dung. Chúng ta sẽ vào hộp thoại print, chọn selection để chúng ta in chỉ phía phần văn bản thôi. Thông số cuối cùng các em cần lựa chọn đó là số bản in. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nhấn OK để in phần văn bản. Minh họa như sau. Vào nút Microsoft Office button, chọn print, print preview. Ta sẽ có trang giao diện xem trước khi in. Ở đây chúng ta có nhiều chế độ để xem, hoặc có thể là xem từng trang một hoặc xem hai trang cùng một lúc. Trang thứ nhất, trang thứ hai, display trang thứ ba. File này sẽ có tổng cộng 3 trang. Quay về trang trước. Xem xong rồi chúng ta muốn sửa chữa điểm nào hoặc là không muốn xem nữa thì chúng ta sẽ thực hiện đóng cửa sổ lại. Close screen review. Bây giờ chúng ta sang bước thứ hai, in văn bản. Click tiếp vào nút Office, chọn Print, Print. Hộp thoại Print hiện lên và chúng ta sẽ thực hiện điều chỉnh các thông số tương ứng. Chọn máy in, chọn nội dung cần in, chọn số lượng bản in và nhấn OK sẽ bắt đầu in. Như vậy bài vừa rồi chúng ta thực hiện giới thiệu hai chức năng. Thứ nhất định dạng kiểu danh sách và thứ hai là chức năng in văn bản, bullet numbering, print review.
view, wind. Bây giờ nhiệm vụ của các em sẽ là thực hiện các câu bài tập thực hành số 1, năm điều bác hồ dạy, cái chức năng numbering, và bài thực hành số 2, trích đoạn bài hát Xuân tươi Việt Nam của tác giả Nguyễn Thành Thuận với chức năng numbering, xin lỗi, chức năng vô lịch. Chúc các em làm bài tốt. Sau đây sẽ là đáp án. Em quan sát cô thực hiện. Thứ nhất là thực hiện chức năng numbering, năm điều bác hồ dạy. Như vậy cô đã thực hiện xong bài thực hành số 1. Sau bài thực hành số 2, trích đoạn bài hát Xuân tươi Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ có hai phần nội dung. Phần nội dung thứ nhất, bốn dòng đầu tiên chúng ta sẽ có đó là được. Nếu như được chúng ta tìm kiếm không có sẵn trên mạng thì chúng ta sẽ chọn vào từ file new bullet symbol và chúng ta sẽ tìm đến các bản tương ứng để chúng ta chọn biểu tượng. Tiếp theo bạn đang số 2 bullet define new bullet symbol và symbol chúng ta cần đó là symbol gì nhỉ? À, symbol bàn tay. Còn bullet này chúng ta sẽ có thực hiện màu sắc cho nó. Như vậy chúng ta sẽ chọn Define New Bullet.